Phần trước đã nói đến thiện tri thức Chúng ta nói suốt 8 giờ Là mấu chốt việc thành tựu đời này của chúng ta Tuy đời trước học tập không nhiều Không có nền tảng chắc chắn Nếu đời này gặp được thiện tri thức chân chánh Có thể tin, có thể hiểu Xuyên thực tập Có duyên đời này giảng sinh tịnh độ Vấn đề của họ sẽ thật sự được giải quyết bởi vậy nhân đời trước rất có quan hệ Phật Pháp không nói nhân sinh Phật Pháp nói duyên sinh Duyên là duyên đời này bởi thì duyên hiện tại Thật sự có thể cầm chắc vận mạng Vì thì Những lời Đại sư Thiện Đạo nói rất hay Ngài nói tịnh độ Tứ độ Tam bối cửa phẩm Tất cả đều do duyên không giống nhau Những lời đó là có thật Phật Pháp Truyền bá rộng rãi rằng Đại sư thiện đạo là Phật A-di-đà tái sanh Đã là Phật A-di-đà ứng quả đến Trung Quốc Những lời của Đại sư thiện đạo Là lời của Phật A-di-đà đây là vị tổ thứ hai của Tịnh Tông chúng ta. Ngài thật sự có công phu. Truyện kỳ đã viết, chúng ta tin đó không phải là bịa đặt. Ngài niệm một câu Phật hiệu, miệng phát ra ánh sáng. Trong ánh sáng có Phật. Đây không phải là người thường. ánh sáng quá phật lịch sự chúng ta ghi lại đại sư thiện đạo có hiện tượng đó bởi thì điều quan trọng nhất của bồ tát là thường thỏ trì ghi nhớ không quên như thì trong phật pháp mới là người đệ tử chân chánh của phật Muốn đạt đến mức ghi nhớ không quên Nhất định phải đọc nhiều Cổ nhân dạy Đọc sách ngàn lượt tự thấy nghĩa lý Đạo lý ở đây là gì? Khi đọc ngàn lượt tâm đã định Định mới sanh tuệ Đạo lý ở chỗ đó Chúng ta Điều khúc mắc nhất đó là tính khi nông nổi tâm không định Làm sao biết được tâm không định Niệm Phật sẽ thấy Sẽ phát hiện tâm không định Tỉnh tọa sẽ thấy được Vẫn ngồi xếp bàn ở đây Nhưng ngồi năm phút còn được Mười phút là không ổn Giọng niệm đã nổi Giờ tỉnh chỉ trong niệm Phật đường Thầy rất rõ hiện tượng này Có công phu hay không Giờ này sẽ thấy Vấn đề này quan hệ rất lớn Với việc tu hành của chúng ta phải hiểu Phật Pháp bất luận tông phái nào, Pháp môn nào. Cái gọi là tám dạng bốn ngàn Pháp môn, Pháp môn vô lượng tu những gì? Tất cả đều tu định. Tam học giới định tuệ, giới là phương pháp. Có nhiều phương pháp Định chỉ có một Ta dùng phương pháp gì? Để tâm bạn được định Chỉ cần tâm định Phương pháp không quan trọng Phương pháp nào cũng được Chúng ta thường dùng Tịnh Tông thường dùng trì danh niệm Phật Nghĩa là niệm Phật A-di-đà Để giữ tâm định Nếu thật sự biết niệm Trong tâm chỉ Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Buông bỏ tất cả tạp niệm Gọi là nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật Như vậy mới được Nhất tâm phải được thực hiện hàng ngày Phải biết rằng thế gian này là giả Không có thật Kinh Kim, Kim Cang nói rất hay Như mộng huyễn bào ảnh trong chứng đạo ca đại sư vĩnh gia nói trong mộng rõ ràng có sáu cõi sáu cõi là luân hồi lục đạo luân hồi lục đạo như giấc mộng hoàn toàn là sự thật tỉnh dậy không thấy gì nữa cần gì phải chấp trước cần gì tính toán sao không chịu buông bỏ Buông bỏ tâm sẽ định ngay Nếu tâm thật sự định Có thể thấy Phật Bồ Tát Đại Thế Chi đã nói rất hay Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền đương lai chắc chắn thấy Phật Lúc nào có thể thấy Phật Thật sự định bạn sẽ thấy Phật Tâm lý sao động nhiều tạp niệm trong tâm Chắc chắn không thể thấy được Đạo lý này cần phải hiểu Nếu tính tâm Thật sự có tính tâm không sanh khởi được Phát nguyện không cần thiết Muốn giảng sanh Nhưng quyến luyện thế gian Nguyên nhân đó là do không nhận thức rõ ràng hay thị giới nên mới xảy ra hiện tượng đó nếu bạn nhận thức rõ ràng thế giới cực lạc thế giới này cũng rõ ràng chắc chắn sẽ có nguyện vọng rất khẩn thiết ước gì có thể giảng sinh tức khắc những vấn đề này kinh giáo có thể giúp được tại sao phải nghiên cứu kinh giáo nâng cao chánh niệm chúng ta tinh thật nguyện thiết mục đích của nghiên cứu là ở chỗ đấy đã phát khởi tinh thật nguyện thiết nghe kinh hay không cũng không quan trọng niệm hay không cũng không quan trọng cả đại chúng cùng tu tụng bộ kinh trước khi niệm phật phần nhiều niệm phật a di đà tại sao phải tụng bộ kinh này tụng bộ kinh là để thu nhít tâm nhiều vọng niệm trong tâm bộ kinh kia sẽ đưa tâm bạn định trở lại phật hiệu mới có tác dụng Mới mang lại kết quả Niệm Phật khi loạn tâm Sẽ mang lại kết quả không cao Định tâm, thanh tịnh tâm để niệm Phật Như thế mới cảm ứng đạo giao Mới được gọi là Mỗi tiếng Phật hiệu mới có tác dụng cảm ứng đạo giao với Phật A Di Đà. Chúng ta tu học pháp môn tịnh độ, công phu niệm Phật không đắc lực, đã hiểu được nguyên tắc không đắc lực chúng ta phải đưa ra vấn đề biết được vấn đề rồi phải giải quyết nó niệm phật mới như pháp mới có cản ứng